19 giờ trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Mặc dù đây là tuyến đường quy định cấm các loại xe ô tô dừng đỗ, song trên thực tế vẫn còn khá nhiều xe container vi phạm. Chỉ với một thao tác nhấp đèn cảnh báo như thế này là các tài xế điều khiển xe container có thể vô tư dừng lại và thậm chí là đỗ xe khá lâu ngay bên lề đường, bất chấp đó là làn được quy định dành cho phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông. Và để đi qua, những chủ điều khiển xe máy chỉ có thể lách ra làn ngoài, len lỏi giành đường với các xe container khác hoặc an toàn hơn là trèo lên vỉa hè. Mức xử phạt vi phạm hành chính hiện hành được áp dụng đối với trường hợp xe container dừng đỗ sai quy định là 900.000 đồng. Chế tài xử phạt đã có, lực lượng chức năng cũng đã tích cực vào cuộc. Tuy nhiên, để có thể giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, cần có giải pháp có tính căn cơ. Và lời giải hữu hiệu cho bài toán khó có lẽ thuộc về những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường bộ, tổ chức quy trình vận hành, trong đó có thủ tục thông quan cho các phương tiện một cách hợp lý, bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp, nhưng cũng tránh gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao thông và sự an toàn của người dân.